4 loại thực phẩm giúp giảm cholesterol trong máu, ngừa bệnh tim mạch. 1. Yến mạch. Yến mạch giàu chất xơ, bao gồm chất xơ hòa tan có khả năng làm giảm hấp thụ cholesterol trong hệ tiêu hóa. Chất xơ nói chung có tác dụng rất lớn trong việc tránh tăng đột biến insulin. Lượng insulin tăng có thể làm tăng mức cholesterol xấu trong cơ thể. 2. Hạt chia. Hạt chia cung cấp nhiều axit béo omega 3, tiêu thụ các chất béo lành mạnh này. Thậm chí chỉ với số lượng nhỏ 1 gram ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mặc dù omega 3 có ảnh hưởng tương đối ít đến cholesterol xấu, nhưng nó có thể giúp tăng cholesterol tốt, giúp giảm triglycerid, một loại chất béo có thể gây tắc nghẽn mạch máu. 3. Bông cải xanh. Bông cải xanh được coi là siêu thực phẩm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp giảm nguy cơ cholesterol trong máu cao. Các loại rau khác như rau bina, cải mần cũng có tác dụng tốt với sức khỏe tim mạch. 4. Dưa hấu. Dưa hấu chứa nhiều lycopene. Chất này có tác dụng hạ lipid, giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu trong máu, bảo vệ tim mạch. Lưu lại và chia sẻ vì video ý nghĩa.